RFA đã tải lại bài viết trên Facebook có tiêu đề khởi tố thêm một thành viên của nhóm Báo Sạch theo Điều 331. Đương nhiên với RFA thì đó là hành vi vi phạm dân chủ, nhân quyền của chế độ độc tài toàn trị Hà Nội. Vậy nội dung, lý lẽ bài viết trên RFA là gì? Nội dung thông tin mà RFA tải trên mạng là Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa tiến hành khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thế Thắng, thành viên của nhóm Báo Sạch, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331, Bộ Luật Hình sự. Theo bài báo trên thì đây là thành viên thứ 5 của nhóm Báo Sạch bị Công an Việt Nam khởi tố theo Điều 331 từ cuối năm ngoái đến nay. Cũng theo RFA, vụ bắt giữ các thành viên của nhóm Báo Sạch đã bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng chỉ trích là đàn áp tự do báo chí. Đồng thời tác giả bài báo còn nhắc lại bảng xếp hạng tự do báo chí thế giới năm 2021 của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới Việt Nam đứng thứ 175 phần 180 quốc gia, tức ở Việt Nam không có tự do báo chí. Thứ nhất, sáng kiến của Báo Sạch nhằm thu hút sự quan tâm của người đọc, cũng như nhiều tài khoản khác. Nhóm Báo Sạch lợi dụng Internet, mạng xã hội trong đó có mạng Facebook để tung tin xuyên tạc sự kiện, chống phá chế độ. Điểm nổi trội sự sáng tạo của nhóm Báo Sạch là đã tìm được cái tên thu hút sự chú ý của người đọc. Tiếp nữa, Báo Sạch tập trung vào các vụ tham nhũng. Điều này bắt nguồn từ mong muốn của người đọc được biết thông tin, sự thật về tham nhũng trong điều kiện Internet, mạng xã hội phổ biến. Trước khi Báo Sạch bị xóa bỏ, trang này có khoảng 100.000 lượt thích. Thứ hai, Báo Sạch nhằm bôi đen chế độ xã hội, nhà nước Việt Nam. Không phủ nhận rằng xã hội ta, cũng như các xã hội khác đã và sẽ còn tồn tại nhiều mặt tiêu cực, chẳng hạn như tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, như nạn tham nhũng, đút lót hối lộ, vi phạm nhiều quyền của người dân. Đảng và nhà nước ta đã từng thi hành kỷ luật, đuổi ra khỏi đảng, khởi tố bắt tạm giam và đưa vào lò không ít cán bộ có chức có quyền. Quan điểm chống tham nhũng của đảng ta là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Còn nhớ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Đinh La Thăng đã bị phạt tù lên đến 30 năm và bồi thường 830 tỷ. Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải bị mất chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Hà Nội. Thứ ba, trong điều kiện Internet, mạng xã hội phát triển, những kẻ xấu có thêm điều kiện để hoạt động. Bởi vậy ngày nay người sử dụng Internet, mạng xã hội phải nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước những thông tin trên mạng, cần giữ vững niềm tin đối với chế độ xã hội và nhà nước ta. Nếu có nghi ngờ về một vụ việc nào đó thì nên dựa vào các tổ chức đoàn thể để có thêm thông tin đáng tin cậy. Trở lại chủ đề Báo Sạch, như thông tin trên, Báo Sạch đã lợi dụng công cuộc đấu tranh chống tham nhũng để chống chế độ. Nhưng bản thân Báo Sạch với Lê Thế Thắng, Trương Châu Hữu Danh và nhiều thành viên khác đã nhận tiền từ nước ngoài để xuyên tạc sự thật, bôi đen chế độ. Bởi vậy có thể nói, Báo Sạch thực chất là báo bẩn nhân đôi.